Hey, what's up? Today we are talking about the fragrance from the house Maison Margiela, or it has another name, very popular, Replica. And you know, today we choose and I collect the good fragrance and the worst fragrance of this brand. Anh em mình thấy mình bắn tiếng Anh không biết có ổn không? Nói thế nào nhỉ? Mình đang có một cái tham vọng, một cái dã tâm chẳng hạn, một cái kênh để giao lưu với các bạn ở bển. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện của tương lai. Còn hôm nay thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ trong cái video này thì mình chia sẻ đến anh em một số những cái sản phẩm đang được bán gọi là phổ biến ở Việt Nam của nhà nước hoa Maison Margiela, hay là chúng ta thường gọi nó là Replica. Mình sẽ, trên quan điểm của mình sẽ chọn những chai nước hoa mình thấy là mùi hương tốt, rất là ok của nhà nước hoa này, và những cái chai mà mình cảm thấy là chúng ta nên cân nhắc để mua, nó có thể là hơi bị xu hướng là khá là tệ đó, thì nếu như anh em quyết định mua thì nên cân nhắc đó. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình bằng cách một vài sản phẩm full hoặc là chiết, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay: chai tốt và chai không tốt của nhà nước hoa Replica. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về những sản phẩm tốt của nhà nước hoa này. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm có tên là Replica Jar Club. Đây có thể gọi là một mùi hương cực kỳ phổ biến của nhà nước hoa này. Nó có thể là một phiên bản, có thể coi đây là một chai nước hoa phiên bản nâng cấp của Dolce & Gabbana The One All Perfume về hiệu năng mùi, đặc biệt là về hiệu năng mùi, và cảm giác là khi mà xịt mùi hương nó có phần mượt mà hơn. Nhưng hiệu năng mùi là cái tính năng nổi trội nhất. Và nếu như kênh em thích một cái mùi hương trong mùa lạnh ấy, đa dụng, đa năng, có thể chiến đấu trên mọi mặt trận từ Á sang Âu, thì Replica Jar Club chính xác là cái mùi hương như thế. Chai nước hoa thứ hai nó có tên là Lazy Sunday Morning. Ok, khi mình xịt mùi hương chai nước hoa này thì có một cái mình liên tưởng, đó là nếu như hôm nay chúng ta có một, hoặc là chúng ta đang có một, tìm hiểu một bạn gái nào đấy mà bạn đấy là tiếp nhẹ nhàng, hiền lành, em hiền như master đó, một dạng kiểu như là còn nhà già giáo, thì chúng ta muốn mua tặng bạn đấy một cái mùi hương nào mà nó vừa đủ để thể hiện được cái style bạn gái mà mình đang muốn tìm hiểu, thì Lazy Sunday Morning chính xác là cái mùi hương như thế. Một chút nhẹ nhàng, mềm mại, bám lên da, đấy là cái cảm giác của mình khi mà ngửi. Và điều đặc biệt là cái mùi hương này ngửi nó cảm giác nó rất là ngoan, nó không có một cái gì đấy rock and roll, nó không phải là một cái gì đấy dữ dội ồn ào, mà nó rất là ngoan. Thì mình nghĩ rằng giống như cái style bạn gái mà mình vừa miêu tả, đấy là cảm nhận của mình thôi nhá, miêu tả lại với các anh em, thì chúng ta đang cần tìm một cái món quà nào đấy để tặng cho các bạn nữ, thì Lazy Sunday Morning chính xác là cái mùi hương như thế. Chai nước hoa thứ ba nó có tên là Sailing Day. Ok, đây là một mùi hương nước biển, và khi mà mình xịt mình có một cái liên tưởng đến một sản phẩm khác của nhà Hermes, tạm thời bây giờ mình không nhớ tên cho nên mình để hình ảnh ở đây. Một cái mùi hương nó rất là nhẹ đó, nhẹ một, và ngửi mình cảm thấy nó rất là sảng khoái, bởi vì trong chai nước hoa này nó có sử dụng aldehyde. Thì mình không biết là đấy có phải là do tác dụng của aldehyde hay không, bởi vì về bản chất khi mà một chai nước hoa nào nó có sử dụng cái nốt hương này thì chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy rất là thư thái, chúng ta cảm thấy rất là, gọi là cái tinh thần của mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng đó. Thì ở Sailing Day, nếu như các anh em nào, cái thứ nhất là chúng ta cần tìm cho một cái mùi hương indoor, trong một không gian hẹp, trong mùa hè nóng nực và nhẹ nhàng, không quá nồng, không gây khó chịu cho mọi người, thì Sailing Day là cái mùi hương như thế. Mà tất nhiên thì mình nghĩ rằng cái hiệu năng của mùi chai nước hoa này không thể gọi là quá ok, nhưng mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi một cái mùi hương nhẹ nhàng mà bám cả ngày ấy, thì rất là khó. Còn lại thì chúng ta đang tìm một cái mùi hương của trong không gian hẹp, thì Sailing Day hoặc là kể cả các bạn nữ nữa là một cái sự lựa chọn cũng mình nghĩ rằng không hề tệ. Chai nước hoa thứ tư đó là By the Fireplace. Ok, mùi hương của chai nước hoa này như thế nào?
Như trong một vài video mình đã từng nói, khi mình ngửi chai nước hoa này, nó làm mình liên tưởng cái ngày mùa đông khi mình lên Sapa. Đó, mình nhớ cái hồi ngày xưa ấy, lúc mình lên là lạnh lắm. Mà vì mình lên lúc đợt lạnh mà, thì mình khi mình đi ra chợ và mình ngồi, có những cái quán bán hạt dẻ nướng ấy, và mình ngồi cạnh thì cái mùi gỗ cháy ấy, người ta để làm người ta xào hạt dẻ ấy. Mình ngồi cạnh và cái vị thơm của hạt dẻ cộng với cái mùi cháy của gỗ, nó làm mình nhớ đến chai nước hoa này. Ngoài ra thì mình không có một cái ý kiến nào khác. Thì khi mà một mùa đông lạnh đến và chúng ta thích một cái mùi hương ấm áp, và đôi khi ấy, trong một cái dịp nào đấy mà nó có cái sự gần gũi, chúng ta thích một cái mùi hương nào mà nó có thể làm cho bạn gái nhìn trăng này nhớ đến sao ấy, kiểu như thế. Nghĩa là khi mình ngửi đến mùi hương của chúng ta thì nó có một cái gì đấy nó đưa đẩy để giúp chúng ta gần gũi bạn gái hơn. Thì by the fireplace, chính xác là cái gợi ý của mình đó. Ngoài ra thì đây là cái mùi hương rất là hay dùng trong mùa đông. Và cuối cùng, chai nước hoa mình cảm thấy rất là ok của nhà nước hoa này, đó là Under Lemon Tree. Đây là một cái mùi hương citrus. Khi mà mình xịt thì mình cảm nhận rõ cái vị gọi là cam chanh gì đấy đó. Cái mùi hương rất là nhẹ nhàng và mềm mại. Thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt dành cho ngày mùa hè nắng nóng. Tất nhiên thì ngoài ra thì điểm trừ chai nước hoa này, nó hiệu năng mùi nó không được quá là ấn tượng. Nhưng mà ngoài bỏ qua hiệu năng, nếu mà chúng ta có thể sử dụng chai xịt để xịt hàng ngày ấy, thì đây là cái một sự lựa chọn, một trong những cái sự tham khảo cho các anh em đó trong những ngày hè, nước hoa trong mùa hè. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một vài sản phẩm mình cảm thấy rất là tệ của nhà nước hoa này. Chai nước hoa lên đoạn đầu đài đầu tiên có tên là Matcha. Ok, đây là một cái mùi hương giống hệt như trà matcha. Nếu như chúng ta thắc mắc là mùi hương nó như thế nào thì cứ đi ra siêu thị hỏi mua trà matcha về pha và ngửi, thì nó giống đến 95% mùi hương của chai nước hoa này. Và đấy là một cái điều mình không thích. Mình không, bình thường mình không phải là một người quá là thích những cái chai mà nó chỉ có một mùi xuyên suốt. Ít nhất là nó phải có nảy mầm, nó phải có đơm hoa, kể cả là một chút xíu thôi. Thế nhưng mà nó không làm cho mình cảm thấy nó cảm thấy nó hơi bị boring ấy, kiểu dạng buồn ấy. Nhưng ở chai nước hoa này thì với cảm nhận của mình, xịt từ đầu đến cuối chỉ đọc một cái mùi hương của trà matcha, và nó không gây ấn tượng cho mình một chút nào cả. Do vậy nếu như các anh em nào có ý định tìm hiểu về chai nước hoa này hoặc là để tặng cho các chị em ấy, thì cũng nên tham khảo trước đó. Chai thứ hai đó có tên là The Barber, một sự kết hợp giữa một chút mùi hương da thuộc và cái mùi barber, cái mùi bọt cạo ấy, mùi bọt cạo râu, mà giống như kiểu chai nước hoa Jean Paul Gaultier Le Mar. Thì thật khó để có thể nói thế nào nhỉ, mình không cảm thấy thích mùi hương của chai nước hoa này. Mình cảm thấy nó không đủ cái sự hứng thú khi mà xịt. Đấy là tất cả những cái gì cảm nhận của mình về chai nước hoa này. Nói chung, mình nhấn mạnh lại rằng anh em nào có ý định tìm hiểu chai nước hoa này, The Barber, nên tham khảo, nên thẩm mùi trước khi mua. Chai thứ tư, Coffee Break. Đây là một mùi hương cà phê nhưng không có gì là đặc biệt, không có gì là đột phá, không có gì là ấn tượng. Một chút cà phê, và sau đó khi mình ngửi khoảng 20 đến 25 phút thì nó có một cái chút kem, một chút thôi, mix cùng với cà phê. Và đối với mình như thế là chưa đủ độ phê. Mình thích nó phải cà phê, nó phải giống như kiểu là Halloween Man X đó, một chút rượu, một chút cà phê rang và một chút ngọt. Đôi khi nó phải giống như kiểu chân đó. Còn ở chai nước hoa này thì nốt cà phê họ làm chưa được tốt. Và mình nhắc lại,
các anh em nên thẩm mùi cho nước hoa này nếu như có ý định. Và cuối cùng, Music Festival. Music Festival, cái nước hoa này có cái gì? Nó là một mùi hương hoắc hương. Và với cái nốt hoắc hương này, chúng ta có hàng tá, hàng nghìn những cái chai nước hoa có cái mùi hương giống với chai nước hoa này, và cái quan trọng nó thấp hơn. Đó. Thì sau khi mà thẩm và cân đo đong đếm về mức giá mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu, thì mình không cho rằng Music Festival cần thiết là phải mua. Bởi vì như mình đã nói, nốt hoa hương nó quá là phổ biến, nó quá là bạt ngàn, và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết phải mua chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em 5 chai nước hoa tốt và 4 chai nước hoa tệ ở nhà Replica. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.